Chào mừng mọi người đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp luộc ngô nếp mọi người ạ. Ở trên bàn này thì mình đã có chuẩn bị 20 bắp ngô nếp các bạn. Ngô nếp này thì ngô nếp Việt Nam nhưng mà được trồng tại Malaysia mọi người ạ. Wow, rất là to luôn đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bể bớt cái này ra các bạn ha. Mình sẽ đổ nguyên cái vỏ này để mà mình luộc cho mọi người nha. Mình lột bớt một ít ra thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ rửa sơ các bạn nha, rửa rồi mới đi luộc cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xếp ngô vào trong cái nồi này mọi người ạ, sẽ luộc ngay các bạn nha. Và sau đó thì mình sẽ cho nước vào mình luộc mọi người. Luộc cái nồi này khoảng 30 phút các bạn ạ. Bắp ngô to quá, mình luộc một cái nồi không có hết các bạn ạ. Mình phải luộc một lần hai cái nồi như thế này mới hết 20 bắp ngô các bạn. Sau khi cái nồi ngô của mình bắt đầu sôi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là mỗi nồi như vậy là một muỗng muối mọi người ạ. Cho muối vào nha các bạn. Và bên này cũng vậy. Rồi, để cho muối thấm chín ngô của chúng ta mới ngon. Sau khi mình đã luộc ngô được 30 phút rồi đó các bạn, bây giờ thì mình sẽ xem thử thế nào. Wow, ngô đã chín rồi đó mọi người ha. Thì bây giờ mình cũng tắt bếp để nhắc xuống cho mọi người. Hi, chào mừng mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Hòn TV Cuộc Sống Malaysia. Ngày mới chúc đại gia đình và các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hôm nay mình sẽ ăn ngô luộc các bạn. Ngô này là ngô nếp đó mọi người, giống ở Việt Nam nhưng mà được trồng tại Malaysia các bạn ạ. Mời đại gia đình, mời mọi người ăn ngô luộc với mình nha. Và ở đây thì có một cái chén muối ớt các bạn, ăn ngô luộc chấm với muối ớt thì rất là ngon đó mọi người. Wow, còn nóng lắm mọi người ạ. Ngô này thì vừa thổi vừa ăn nha mọi người, nóng lắm. Wow, mới vớt xuống đó mọi người. Mới vớt trên bếp xuống cho nên còn rất là nóng luôn á. Ngô này thì ăn rất là tốt cho sức khỏe đó mọi người. Wow. Mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn với mình nào. Bữa sáng thì đơn giản vậy thôi mọi người. Wow, ngon. Ăn với một tí muối ớt nữa. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Wow, ngon quá mọi người. Ăn với muối ớt đó mọi người ạ, ngon.
Wow, mùi ớt cay mọi người, ngon quá. Ở Việt Nam á mọi người, quê mình á, họ trồng cái này nhiều lắm. Ở quê mình á, gọi đây là bắp mọi người ạ. Cũng tùy theo cái vùng miền mọi người ha. Cái vùng miền thì gọi đây là quả ngô, còn cái vùng miền gọi là bắp. Mình ở miền Trung thì mình gọi là bắp các bạn ạ. Ngon quá. Ăn hết một trái rồi đó các bạn. Em tiếp trái nữa nha. Bữa sáng thì đơn giản thôi mọi người ha. Ăn ngô. Mời cả nhà nha. Ngon. Ngô này đó mọi người, mọi người nấu lên xong để nguội ăn rất là dẻo luôn đó mọi người. Bây giờ thì mình ăn nó còn nóng đó các bạn, mới luộc xong là nhắc xuống ăn luôn á, nó còn nóng. Ngon quá à. Mọi người có thể ăn ngô với muối ớt, rất là ngon luôn đó mọi người. Không á. Ngọt. Ngô đây là họ mới bẻ đó các bạn, họ mới hái luôn, cho nên khi mà mình luộc lên đó mọi người rất là ngọt.
Và muối ớt cay mọi người ạ. Cay mà ngon mọi người. Hôm nay mình nói mình sẽ thử thách ăn hết 20 bắp ngô, nhưng mà không hết được các bạn, ăn mới có 2 cái là đã no rồi mọi người ạ. Thì cái video hôm nay thì mình cũng review cho mọi người xem là cái ở Mã Lai họ trồng ngô nếp không khác gì ở Việt Nam chúng ta các bạn ạ. Cũng ngô cũng rất là ngon luôn, giống thì giống từ Việt Nam mọi người ạ. Ở đây là người Việt tại Mã Lai họ trồng đó các bạn. Thì bây giờ cái video này thì mình cũng xin khép lại tại đây, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Thank you everybody. Thank you.